đời cho ta bao niềm nhớ, bao lần lỡ hẹn. Để đêm đêm đèn mờ soi bóng nhỏ thương đời mình, nhiều nỗi xót xa gót giòn mềm người đã đi qua. Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Bảo Khang Audio nha. Tiếp tục các video giới thiệu sản phẩm. Hôm nay em có một con đẩy thương hiệu Orok này, một hàng thương hiệu và công nghệ của Mỹ nhá. Mã là DH7000. Đấy, con đẩy công suất lớn sẽ giới thiệu đến các bác ạ. Đây, trước khi vào video giới thiệu chi tiết sản phẩm, các bác vui lòng cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em nhá. Đây, em có một con đẩy Orok này. Hàng còn đẹp. Long lanh chưa? Hàng đẹp long lanh các bạn nhá. Được chưa? Con đẩy hàng bãi nhưng mà còn rất là đẹp. Đây em sẽ giới thiệu chi tiết về cái phần kho mạch cực kỳ khủng của con này. Nguồn này. Các bạn thể thấy nguồn này. Đấy, hàng này cực kỳ khủng các bạn nhá. Đây con này sử dụng là mạch Class H này. Công suất cho ra là 800W một kênh. Bao cho các bác đánh 2 đôi full 30. Được chưa? Đây, em sẽ show chi tiết này về phần mạch này. Cho các bác sẽ để xem được chất lượng của cái dòng này. Ủa? Bộ mạch cực kỳ là khủng, được chưa? Đấy, đây này em đang đánh trực tiếp nhá, trực tiếp nhạc vào đẩy nhá, không qua vang nhá. Đấy, mà các bác có thể nghe thấy được cái chất âm nó cho ra tiếng cực kỳ là hay và sạch sẽ. Đấy, em có một chiếc duy nhất này, cho bác nào muốn sở hữu con đẩy Orok này. Đấy, được chưa? Con này sử dụng mạch Class H, công suất 800W một kênh. Bao đánh 2 đôi full 30, căng đét cho các bác luôn nhá. Đấy. Em xin báo giá luôn này. Giá em để cho các bác con này này, 3.900.000. Bên em bao ship tặng kèm đầy đủ dây jack kết nối cho các bác và bảo hành 6 tháng các bác nhá. Đấy, khi mua đẩy bên em thì các bác vui lòng đặt cọc trước cho bên em 300.000 qua số tài khoản. Được chưa? Còn lại các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán đúng như sản phẩm em giới thiệu thì mới nhận hàng thanh toán. Đấy. Em xin nhắc lại giá 3.900.000. Bên em bao ship tặng kèm đầy đủ dây jack kết nối và bảo hành 6 tháng cho các bác nhá. Đây, sau đây em sẽ test lại qua một đoạn nhạc nữa để các bác có thể nghe được cái tiếng của con đẩy này, nó đánh ra tiếng cực kỳ là hay. Người đã đi qua, người ta 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 mòn mỏi trong mòn mỏi đời chân. Người yêu ta để hồn ta chết giờ bởi một lần chợt biết môi thơm hơn một lần tay trọn vòng tay ông. Qua một đêm sau hò hẹn nốt vào lòng lời cay đắng xin ta. Chuyện tình yêu là trăng gió hương hoa, đêm xa rời niềm đau chín tình. Vâng, được chưa? Em xin báo giá lại các bác nhá. Giá là 3.900.000 con đẩy Orok này. Được chưa? 3.900.000. Bên em bao ship tặng kèm đầy đủ dây jack kết nối cho các bác và bảo hành 6 tháng nhá. Các bác khi mua đẩy bên em vui lòng đặt cọc trước giúp em 300.000 qua số tài khoản. Còn lại các bác nhận hàng kiểm tra đúng như sản phẩm em test thực tế này, các bác mới nhận hàng thanh toán, không đúng trả lại, bên em trả lại tiền cọc cho các bác. Được chưa? Bên em cam kết tất cả những sản phẩm bên em gửi tới cho các bác thì nó sẽ như là video thực tế để em test các bác nhá. Em có một chiếc duy nhất. Đấy, công suất là 800W một kênh, sử dụng mạch Class H, bao đánh cho các bác là 2 đôi full 30. Được chưa? Mọi chi tiết mua hàng các bác vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0943 982 889. Đấy, bên em sẽ liên hệ trực tiếp với các bác. Đấy, mọi chi tiết mua hàng các bác vui lòng cứ liên hệ qua số điện thoại 0943 982 889 các bác nhá. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn các bác đã luôn theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Bảo Khang Audio.